Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 59 ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trên cơ sở chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản chỉ đạo triển khai trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của nông dân, hội nông dân các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Hàng năm, Thường trực Thành ủy đều tổ chức các buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về công tác hội và hoạt động phong trào nông dân để nắm tình hình hoạt động, giải quyết những kiến nghị đề xuất của hội, đồng thời chỉ đạo chính quyền sở ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ để hội nông dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hội, phát huy vai trò hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh thành phố. Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, hội nông dân các cấp đã tổ chức 364 lượt ký kết các chương trình phối hợp với các cấp chính quyền, các sở ngành, trong đó đã tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.000 lượt hội viên, hỗ trợ cho 16.400 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đến nay gần 730 tỷ đồng, thực hiện nhiệm vụ phát triển thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, tổ chức cho nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại, hội chợ nông nghiệp trong nước, tham gia chương trình OCOP, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Hội Nông dân các cấp và các sở ngành đơn vị thành phố trong việc thực hiện chỉ thị 59 của Bộ Chính trị thời gian qua, khẳng định vai trò của giai cấp nông dân trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục củng cố tổ chức hội nông dân vững mạnh, phát huy vai trò các cấp hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, chủ động tham mưu đề xuất các chính sách, chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Tôi đề nghị là thường xuyên, ít nhất định kỳ hàng quý phải có một cái sản phẩm của Đảng đoàn báo cáo cho Thường trực Thành ủy những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hộ nông dân. Vừa vấn đề tư tưởng, vừa vấn đề khó khăn bức xúc, vừa vấn đề đề xuất kiến nghị của Đảng đoàn hộ nông dân với Thường trực Thành ủy. Tập trung đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ gắn với nông nghiệp đô thị. Tập trung cho cái công trình xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang, đặc biệt là nâng chuẩn nông thôn mới hơn so với chuẩn trung ương và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì ở đây vai trò trách nhiệm của hội nông dân là hết sức quan trọng. Tôi nhấn mạnh là hết sức quan trọng. Không chỉ là nguồn lực mà trước hết là vận động về tư tưởng, về nhận thức trong người dân phải là chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các sở, ban ngành thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho hoạt động hội và phong trào nông dân, xây dựng ký kết các chương trình phối hợp, cụ thể hóa chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, từng bước huy động tiềm năng của giai cấp nông dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Dịp này, hội nghị đã tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 12 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.